Kênh của Sao Việt tính hàng đang giới thiệu với một cái tác phẩm Hải Châu Đổ, và tàn đổ cây này là 1m3, rất là đẹp với anh em, và nó dè cây anh em ha. Cây này đổ mà làm theo cái vừa kết hợp vừa cổ vừa hiện đại với anh em ha. Tay bánh thì mình cắt giặt, mình không có uống kiểu sắt nhiều, làm cây mất tự nhiên. Cái thứ hai nữa thì mình đi theo cái form là thiên nhiên, thì tay canh của nó mình sẽ đi đều hết, để thả điều tự nhiên cả, thì để nhìn cây nó sẽ tự nhiên hơn. Đấy. Thì anh em nhu cầu giao lưu những cái tác phẩm này thì alo cho mình và số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em ha. Anh em coi những cái ca đó này ha, những cái ca có chỗ nó phình ta, có chỗ nó sẽ nhả ra, có chỗ nó sẽ lớn ra anh em ha. Đấy. Thì cái này là do khi những dòng sam khai thác này nó là nó sẽ có bướu, nó có u cục anh em coi này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó có u á, nó dè, nó có nu. Trong mình nó nu ra. Anh em ha, nó khác với lại một số cây sam bệnh vì bệnh nu su, nhưng với nu su thì nó sẽ sinh ra nu anh em ha, nu mà nó su nó sẽ sinh ra, cái đó là bệnh đấy anh em, chứ không phải là cái nu thiệt là bên trong nó sẽ nu cục u như thế này nè, nó có những cái cục thế này ha, những cục này nó không có phải bị giống như kiểu một cốc là nó sẽ bị hư, nó ăn cái cây hết thời gian là cây nó bị hư luôn. Đó, anh em coi cốt canh này to nha quý anh em, hàng lớn đó quý anh em. Coi ha, đó, cốt canh này ha, cốt bằng cổ tay hôm nay mình luôn. Cốt đo chắc cũng khoảng tầm 25. Vành mình tròn 25 nha quý anh em. Đó, làm theo tự nhiên cả thì dè hết rồi, cây đen dè. Đó, nó dè thì nó ra u, ra nu, ra đâu hết. Thì bấm giặt hết. Thì anh em yêu cầu giao lưu alo cho mình, số điện thoại Zalo 0932411987. Mấy cái tác phẩm này là dành để quý nhân sưu tập. Đây, ha. Tay giữ nuôi rất lâu cho quý anh em, nuôi đến ngày hôm nay là khoảng gần chục năm rồi mà cái tay này vẫn chưa thành này quý anh em. Bấm giặt thì rất là lâu, còn anh em mà đưa nhôm như đây nè, anh em thấy không, tay cành nó như thế này thì mình dùng kéo bấm giặt thôi, chứ mình không có làm gì hết. Còn mình xách cái đây mình uống qua uống lại lắc lượng thì nó mau thành cái tàn, nhưng mà nhìn nó kiểu không tự nhiên. Đấy, anh em coi nó u, nó biếu ra, nó nằm cục cục, anh em thấy chưa? Thì rất là dè cây luôn. Thì anh em mình giao lưu những cái tác phẩm này thì alo cho mình, số điện thoại Zalo 0932411987. Tác phẩm này cây chậu luôn, 40B, rất là nặng. Và trồng trong dòng sam cát này, trồng trong đất cát hay dòng quý nè, tuyệt đối không chuyển qua đất Nhật nha, cây nó bị suy, nó hư, nó chết. Thì anh em có nhà ý giao lưu alo cho mình, tính từ mặt chậu trở lên nó cao 40, tàn ngang của nó 70 và tàn độ của nó 1m30, đó là độ cong của nó nè, nếu đi thẳng tính từ đây xuống là 1m, xuống kia nữa 30, cong vô kia nữa, nếu mà tính cho đầu góc nó khoảng tầm 40, nếu mà đi đường cong thế này anh em ha. Đó, thì tới đây là khó tan, không ai cho nó đi nữa, thì để hạn chế cái cây nó sẽ quá là yếu đi, thì tới đây nó sẽ là dè ok rồi, nó nuôi thời gian là dè ok rồi nên quý anh em. Đấy. Thì đây là cái dòng sam trái của miền Trung, dòng mà khai thác những cái dòng đời đầu, thì bác nào anh em nào cả ba miền có nhu cầu giao lưu sưu tập thì alo cho mình. À, mình cho vào xem tầng vườn, mình có rất là nhiều những cái tác phẩm hàng lớn. Mình buôn bán ở trên YouTube được khoảng 6 năm rồi, thì những hàng này những cái hàng gọi hàng tồn kho, những hàng này hàng đẹp, hàng lớn á quý anh em, nó còn tồn lại buôn mình thì nhiều lắm, thì anh em mình thật sự nhảy thì alo liên hệ tới buôn cũng được. Đấy. Coi cho nó tận mắt, nhìn cho nó ok luôn, và tuyệt đối dòng sam trái này chúng ta không chơi hàng có lũa nha quý anh em, lưu ý nha, hàng có lũa sẽ làm cây nó bị thối và bị hư, khi mình tưới nước vô nó mục, nó kiểu như giấy vậy đó. Đấy, thì mình có làm nhiều video clip chia sẻ rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha, chúc quý anh em một buổi chiều vui vẻ ha.